Hello, chào các bác. Em đang định thuê MPA này để về làm giới thiệu loa đài cho các bác nghe đây. Các bác nào thích em này thì comment nhé. Hiện tại thì em về một cái lô rất là nhiều dòng Sherwin Vega của Mỹ. Thì các bác mà thích loa Mỹ, loa Sherwin Vega ấy, thì cố gắng sắp xếp qua bên em. Hoặc là các bác thích đôi nào, model gì, các bác có thể gọi điện đặt thì em sẽ gửi xe về cho các bác ở tỉnh ấy. Thì cái lô Sherwin VR hôm nay thì về nó vô cùng đa dạng và phong phú. Đấy, rất là phong phú luôn. Thì những cái dòng này thì nó gần như là đủ các model nhá các bác nhá. Gần như đủ luôn. Đầu tiên thì các bác cứ lưu số điện thoại của bên em vào đi đã. Số 098 369 8887. Đấy, em là Thắng Audio ở Hà Nội. Đấy, địa chỉ thì trong ngõ thôi, số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, ngoài ra các bác có thể tham khảo website âm thanh nội địa.com. Đấy. Thì hiện tại thì em về rất là nhiều các mẫu Sherwin Vega. Đây ví dụ những cái dòng VS 120. Đấy, dòng VS thì các bác lưu ý là VS 120 thì là bát 30, 150 thì là bát 40. Đây là cả VS 120. Hiện tại bây giờ cái giá mặt bằng của dòng Sherwin này thì nó đã hợp lý hơn nhiều rồi. Đấy, những cặp VS 120 tầm 1 năm trước, cái thời điểm này 1 năm trước thì các bác mua nó phải tiệm cận 20 triệu. Thế bây giờ thì nó đã rẻ hơn đôi 3 triệu rồi. Đấy. Còn những cái dòng mà như D5 thì nó cũng vậy. Nhìn chung bát 30 là nó cũng cũng gọi là hạ nhiệt. Đấy, do đó bây giờ anh em chơi nó rất là dễ chơi. Đấy, em lướt cho các bác nhìn hàng rất là đẹp nhé, phong phú chủng loại. Nhật có, Mỹ có. Các dòng bát 40. Bát 40 thì vô cùng nhiều luôn. Em thì gần như là gọi là thiên về dòng Sherwin Vega bởi vì nó cho cái chất âm rất là hay. Đánh nó chịu đòn tốt, gấu chịu đòn tốt mà dễ ghép âm ly. Đấy, những anh em mà đang có sẵn âm ly rồi thì thường gần như không phải đổi âm ly. Đấy, chơi cái này nhiều khi mình tiết kiệm được cái chi phí nó cũng tốt. Đây là cặp RE30 các bác này. RE30 là bát 30, còn RE38 thì là bát 40. Lô này em về cả bát 40 RE38 luôn. Đây là AT15 E715 những cái dòng bát 40. Đấy, AT15 E715. Hàng này em về rất là đều và nhiều phục vụ các bác. Đây là cặp DX9 này. D9 lúc này cũng khó luôn nhá. VS150 rồi AT15 RE30. Nói chung chả thiếu cái mẫu gì của Sherwin Vega, bát 30 và bát 40. Kể cả những cặp D9 này hoặc DX9 thì các bác hiểu là nó bát 40 nhưng mà em đã làm rất là nhiều clip ghép cho nó rồi. Thì nó cho chất âm rất là hay mà rất là dễ đánh. Những dòng Sherwin này nó độ nhạy nó tốt và đánh nó rất là dễ đánh. Đây là cặp D9. D9 thì cái màu vân gỗ của nó màu sáng hơn một chút. Đó. Các bác nào có nhu cầu về Sherwin thì qua em sớm đi, hoặc là thích mẫu nào thì alo cho số máy 098 369 8857. Bây giờ em sẽ còn phải test rất là nhiều nhạc của Vũ để các bác có những cái chọn lựa nó chính xác hơn. Test kiểm tra hàng. Rồi nếu mà thời gian gần đây em sẽ lên những cái clip riêng phục vụ các bác. Các bác nhớ đăng ký theo dõi kênh. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.